đi tập thể dục, đi con đường ra ngoài. Đây là cái phòng người ta tới theo du lịch nghỉ về nghỉ hè cho cái ngày kỷ niệm. Người ta thức sớm để đi ăn sáng để người ta đi chơi. Đây là cái hòn đảo thứ ba và Cấp đã cập bến vô hồi lúc 11 giờ khuya tới này. Đây là không phải đảo mà là như đất liền liền. Đây cũng giống như là đất liền rồi, chứ không phải là đảo. Nói vợ chồng anh Hoàng đang chụp hình đây. Đang rửa và bơm những cái nước sạch vô hồ mỗi ngày như vậy. Đây là có tầng số 11 và tầng 12 là để cho dân du khách tắm. Tầng 11, 7 giờ, cái 15. Ở đây nó hơn giờ lên cái 3 tiếng rồi. Giờ mình phải vô để mình tập thể dục. Đây là cái phòng tập thể dục. Đây là cái phòng này. Mình bước vô trong cái phòng restroom. Đây, restroom dành cho nữ này. Và trong này là restroom là có giấy nè. Luôn luôn là phải có đầy đủ cho khách du lịch. Rất là sạch sẽ. Lò rất là sạch sẽ. Lúc nào cũng có giấy. Và một phòng, hai phòng, ba phòng, bốn phòng để cho cái chỗ người ta trang điểm nếu như người ta cần cái ghế năm phòng sáu phòng bảy phòng có khắp mọi nơi và thùng rác. Bữa nay là chuẩn bị lên một cái khu du lịch mới. Đây là một chiếc tàu khác. Đây là những khu du lịch, những cái tàu mới tới rất là đông. Đây là cái đoàn người đi vô chỗ du lịch thứ ba. Trời ơi, Việt Nam mới vô xuống dưới là ăn cùng nhau mà ăn mà cứ cằn nhằn biết. Hola, free information guys over here. And with the dolphin, opening down there, all inclusive.
¿Ya tienen un plan para hoy, chicos? Sí. Que se diviertan. Nos vemos. Ở đây là cái khu mà xét á, nó chỉ đang cho đem bánh mì thôi, trái cây với trứng với thịt, rồi không có cho, phải bỏ lại hết. À, có con chó nè, con chó nó đứng đó, nó hủi, chưa? Đây là có con chó nó đứng nó hủi nè. À, rồi có, nếu mà không được thì nó giục hết vô bao. Hola señora. Ah, señora. Đây là nước mẻ. Nước mẻ. Em chụp tấm không? No, it was for me. No, 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 sucio, tequila, tequila. À, làm chân mà với cá nè. Đây là ăn đồng bạc một cây quạt đây. Okay, really good for today. Ủa vô đây mua gì đó? Hi sir, how are you? Good. Good. Yes. Hello. Này nó rất là vui. Đi ra biển. Trong này là nó có một tấm hơn ở đây. Nếu người nước ngoài đi mua nước bên đông thì mang ở đây được mà. Nắng khủng khiếp. Đây là vô phòng này có máy lạnh rồi. Cái này đâu có coi tắm được hả? Cái này không có tắm được. Bây giờ đang trả giá để mình ở đây để mình tắm, mình ăn uống suốt ngày, không cần phải đi xa nữa. Còn cái chuyện mà mình muốn mua
mua thêm gì thì mình bỏ tiền mình cái credit mình tự mình trả có 20 người thôi. Đúng rồi. 20 người thì 20 ra là 240 cái đồ ăn đủ. Đã đủ. Thì đó nguyên group mình 28 người nhưng mà mình trả cho 20 người thôi. Ok, vậy là còn còn mấy người upgrade thì sao? Còn mấy người upgrade thì là mình ấy trả trả extra. Ok, mấy cái người upgrade là phải trả thêm 18 28 đồng nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Thì mình mỗi người 20 rồi. Thì mỗi người mà upgrade phải trả thêm 28 đồng. Upgrade đây đó là có snorkel không? Đúng rồi, muốn chơi snorkel là chơi luôn. Ok, mỗi một người là 8 đồng 57 cent. Cho lại 9 đồng đi, cho lại 9 đồng đi. Người để mà tính toán tiền bạc để mướn cái chỗ này, vừa bơi vừa ăn uống suốt một ngày hôm nay. Cái này bao nhiêu đồng? Đồng hết, đồng hết, đồng hết quá. Nếu mình đi xe hơn mấy chục rồi vô phải 10 đồng. Nó nói là cái phần đi đâu nó không có tính. Đây là chiếc tàu của mình đây. Cập bến cho đây để mình chơi đây. Ờ giờ chị giờ mọi người upgrade trả cho anh thêm 10 đồng. Đúng rồi. Nó nói với lại ai upgrade cho anh thêm Hi sir. Hi. Đây chỗ này là cái khu du lịch. Tới đây cái du lịch rất là đông, đây là những khách sạn. Nhưng mà mình ở ngoài tàu thì nên mình chỉ đi xe vô đây thôi, mình không ở đây qua đêm. Mình chơi suốt ngày nay rồi mình đi về. Khu du lịch cũng gọi là sang trọng đó, có chỗ đi massage, chỗ kia nó nhỏ, nó nhỏ về xuống em tắm mình. Thật ra bãi biển là phải vậy rồi con. Có ai bỏ luôn hai cái ghế bên kia kìa. Mấy đây thì sau khi tắm xong thì lên đây ăn đây. Trời găm mấy gì chị em? Đông 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 đông. Đây là chiếc tàu mình đi. Bây giờ mình tắm ở đây. Mấy trăm bạc là mình bằng cái giá tiền này mình ở Long Sơn đi sớm hơn. Vô biển tối ngủ quá bộ. Dạ, mở ra hết. Mở ra nhưng mà mình mở mắt ra thấy trời sáng là biết rồi đó. Đây tin nữa là Ichigo này. Thôi vậy đó. Đây là một ly nước xoài, giờ đây mình đã trả tiền rồi, thì đó mình kêu trả tiền. Tối nay tao nghiệp mai là vô tối nay còn một cái đêm nào nữa. Chưa, mai tối mai có. Còn một cái đêm nào nữa. Chưa, mai tối mai có.
tại vì bữa tối nào em cũng thấy em trồ á chị. Ngày mai là mai thứ bảy là mình làm 10 ngày. Rồi sáng sớm cũng giờ sáng em bắt lên giống như em trồ luôn. Em là bình thường là chỉ là nấu còn đó, còn mà anh uống cho là em là thiên thần. Giờ cái thứ này là đã đây là cái anh chàng ăn chay trường, cũng ăn chay trường, anh rể của Linh là người ở này, cũng ăn chay trường. Đang uống nước xoài. Ờ vậy hả? Có luôn hả? Có luôn. À, tuần tu hồi nào bắt đầu tu? Thì lúc mà 37 tuổi, lúc đó thì nghe được kinh Địa Tạng, nghe thầy Tiên Hóa giảng kinh Địa Tạng, thì nghe trong 6 tháng trời. 6 tháng trời xong mình hiểu, mình thấu hiểu được rồi đó. Thì lúc đó mình mới quyết định là mình sẽ niệm hồng danh của ngài Địa Tạng. Mỗi ngày 1.000 lần, cho 1.000 ngày trong kinh Địa Tạng nói như vậy. Nhưng mà đối với đồng tình thấy là của mình thất tổ, mình ở trong quyết định một khổ quá đi. Nên mình quyết định là mỗi ngày mình niệm 10.000 lần trong 100 ngày thôi, để mà được đạt được một chữ biến. Thì mới đầu bắt đầu niệm hồng danh ngày Địa Tạng đó, thì trong hai lúc đó chưa ăn chay trường được, thì niệm được 25 ngày đó, trong đúng được 25 ngày được 250.000 biến rồi đó. Thì tự nhiên hôm đó sáng sớm đi xuống bếp, bà xã bà đang nấu sườn kho, kho sườn. Cái mở nắp nồi sườn kho ra, thấy mắt không ạ? Cái mình nói ô nói như vậy hả? Mình cũng chả nói gì cho bà xã, mình biết là mình thấy cái gì. Cái mình nói, mình quay lại mình nói từ nay trở đi, mình không bao giờ ăn chặt ăn mặn nữa. Mình ăn chay luôn. Rồi ta bắt đầu ngày thế. Thấy gì? Thấy con mắt hả? Thấy mắt người đó. Ồ. Rồi xong rồi từ đó là ăn chay rồi xong tới ngày 26, niệm ngày 26 mình 260.000 biến rồi đó. Thì cái miệng mình tự nhiên nó ngọt, nó ngọt rất là lạ mà mình thấy mình không khát nước, mình đã thấy đói gì hết. Niệm tiếp ngày 27, 28, 29, niệm 3 ngày kế là không ăn gì hết, chỉ uống nước thôi. Rồi từ đó là niệm tới 80 ngày thì tự nhiên đang ban đêm đang ngủ, tự nhiên 2 giờ sáng thức dậy tự nhiên buồn nôn. Cái vô nhà phòng vệ sinh mình đi mình hỏi ra thì thấy bọt trắng không ạ? Gì đen hết. Thấy bọt trắng. Dạ, bọt trắng không ạ? Rồi sau lúc đó mình phải lên mạng hỏi vai niệm hồng danh ngày Địa Tạng mà bây giờ có bị triệu chứng hay không, thì ói ra mà bọt trắng không thôi. Thì có một người trả lời là coi như là nhiệt huyết trần gian mình hết rồi. Mình niệm cái màu trắng, nếu mà màu đen á mình còn. Thì mình chỉ biết như vậy thôi, xong mình niệm tới 100 ngày. Niệm 100 ngày xong là bắt đầu quyết tâm niệm qua bà Quan Âm năm đó. Thì bản thân một cái dự biến luôn trong 100 ngày sau Phật bà, xong mà niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày 10.000 biến trong 100 ngày nữa. Và lúc đó bắt đầu niệm chú là coi như vừa niệm Phật vừa niệm chú, thành ra một ngày niệm Phật 10 tiếng rồi. Rồi xong lúc đó ăn chay ăn ngọt luôn, không phải ăn ba bốn cửa như vậy nữa đâu, chỉ ăn ngọt thôi. Và lúc đó xuống cân còn có 140 mấy pound rồi. Rồi lúc trước là bao nhiêu phao? Chưa tu. Chưa tu khoảng 180. Lúc đó nó còn người nó khỏe lắm, ăn 3 ngày, ngọ ngày thứ tư là không ăn, nhịn uống nước thôi. Rồi đó như thầy Hương Vân với Tam Bộ Nhất Bái thì mình đó tam ngọ một ngày không ăn gì hết. Mình tập như vậy hơn 5.5 trời. Cái xong thấy mấy người trong gia đình bạn bè này thấy mình bỏ người ta xa quá rồi. Mà bây mình nói cho tay là mình ở bên nhà mình tu cao quá rồi người ta không nghe mình nữa. Sau đó trở lại ăn bình thường để mà ăn chay, nhưng mà ăn bình thường để cho mình kéo người ta đi. Thì cái lợi ích là mình hiện cả là mình nói được thanh văn, mình khuyên được mấy người Mỹ rồi Mễ rồi Đen rồi Ấn Độ rồi.
kéo người ta mua trong nhóm. Rồi bây giờ một ngày niệm kinh này, bây giờ mỗi ngày đọc bộ kinh Địa Tạng mỗi ngày xong còn nguyên ngày thì cứ dư cái niệm phòng danh A Di Đà thôi. 8 năm trời mình tu niệm chú không đó, giữ giới 8 năm trời rồi xong lúc đó mình mới quyết định là mình muốn tu theo pháp môn Tịnh Độ, thì lúc đó mới vô trong phòng ban thờ đó quỳ xuống, con bây giờ con muốn chuyên môn về pháp môn Tịnh Độ. Thì sáng hôm đó mình đi làm mình vô tiệm thì mình vặn cái tiệm phương hóa giảng về hư không, về hư không đó. Vừa hết cái đĩa YouTube đó xong á, tự nhiên cái thầy một ông sư hiện lên, là đó là sư Thích Giác Khang đó, ở Trà Vinh á. Sư Khang á là một vị sư khất sĩ nhưng mà ngày chuyên môn nói về Tịnh Độ rồi. Đúng rồi, ông thầy ốm thì ốm. Thì đó, giờ sau này 2012 thì lúc đó bắt đầu tu theo pháp môn Tịnh Độ, thì cái hàng ngày hôm đó là tháng 3 của 2012. Thì lúc đó mình mới nói là mình mới thấy YouTube của ngài đó, thì mới nói bà xã, nói bà xã là hè này tụi sẽ về để mà gặp thầy Thích Giác Khang. Cái Hà nói cũng đâu có đi làm, có tiền đâu mà đi, cái mình nói thì tùy duyên thôi. Thì xong tới tháng 4 có một người nhờ tới là để mình phóng sanh giúp cảnh để mà đi về Việt Nam, thì anh bệnh quá rồi anh muốn về Việt Nam, thì mình có cô vợ mình đang phóng sanh, thì mình đi phóng sanh với anh thì từ từ anh khỏe lên. Mới phóng sanh cái gì? Phóng sanh gì? Cá, phóng sanh cá, cua, rùa, ba ba hết đủ hết, thì trong chợ có gì là một tháng đó. Mà mình đâu biết cái anh này là chủ của gì đó, của đài V247 đó, mình đâu biết anh chàng này là chủ của đó đâu. Nhưng mà anh nằm trên giường thì mình không có biết gì hết, thì mình giúp. Rồi sau lúc mà anh khỏe rồi đó, anh đi vô chợ anh Tùng ơi, anh muốn phóng sanh hết tất cả ở đây, hết 7-8 ngàn á, anh mua hết, rồi xong mình nhờ mấy cái người chở đồ ra, ra xong đồ thả, làm lễ rồi thả. Và từ đó anh khỏe anh về Việt Nam được. Gì? Đợi xíu. Xong á là anh đi về Việt Nham, anh về Việt Nham mà xong mình dặn anh. Nó. Yeah. Mình dặn anh là anh dán đi về Trà Vinh đi quy y với Sư Khang. Thì anh về anh thấy khỏe, anh vui vẻ, anh đi chơi xong tới đầu mùng 1 tới tháng 6 á, là mình vừa thằng Danh nó vừa nghỉ hè đó, thì ông mẹ của anh gọi mình về, gọi về Hương Sinh nói là Khiêm bây giờ nó bệnh quá rồi, nó vô trong khu cấp của nhà thương ở Việt Nam rồi, bây giờ cháu có cách nào mà cháu về đây, nó muốn gặp cháu thôi, nó không tin ai hết. Thì mình tới mình bay về, thì lúc đó lần đầu tiên về nước Nam, về lại Việt Nam từ năm 75 tới giờ thì mình về năm mấy đó, năm mấy 2012 thì về, là tháng 6 2012 về, thì người ta mua vé cho mình, người ta tính là mình ở đó một tháng, nhưng mà khi mất trong 3 tuần thì khi được vãng sanh. Sư Khang có tới quy y cho em, khi được vãng sanh thì xong mình được quy y với Sư Khang. Xong mình hỏi Sư Khang là con muốn hết tất cả tài liệu của thầy, của sư đó, để mà con về con phổ biến ở bên đây. Thì ngày Sư Khang đưa hết sách vở tài liệu, mấy người cư sĩ đó đưa hết về, xong rồi về đây bắt đầu mình phổ biến. Từ đó đi là tu theo pháp môn Tịnh Độ chứ không có tu chánh chúng. Đúng rồi, pháp môn Tịnh Độ là chủ yếu là niệm Phật. Dạ, niệm Phật danh Bà Di Đà. À, lấy camera rồi con. Còn đây là cái nàng vợ của Tùng, Tùng cũng ăn chay trường. Dạ, thằng con trai đây kìa. Đây là con là thằng Danh. Danh. Đây là Danh nè, con của Tùng và Hà cũng ăn chay trường. Con ăn chay trường từ hồi nào? Danh ăn chay trường từ hồi nào? Nhỏ rồi. Ờ dạ, con ăn chay trường con thấy ngon không? Nó vẫn ăn đồ biển thôi. Ờ, tốt. Nhưng mà từ nhỏ rồi. Nhưng mà nó không bao giờ ăn thịt hết. À, đây là câu chuyện của Tùng và đã ăn chay trường từ năm 37 tuổi mà bây giờ là 52 tuổi rồi, và rất là tinh tấn. Hy vọng là mọi người nghe cái clip này thì cố gắng để mà tu nhé. Mà nói chung á là cháu bỏ hết đi làm nữa, ở nhà nuôi thằng Danh thôi. Bây giờ ở nhà nuôi một người con trai và chỉ tu rất là tinh tấn. Đây.
Ai không này, chịu đề ai cần đi tiểu không? Xịn. Không tiêu tắm giấc là sạch sẽ. Bây giờ em đi chớ. Vui chơi, đó. Vui xuân chị đủ rồi. We go home. Không, đủ đi. Nó chết từ người đỡ lên tàu lên để đi lên tàu lại. Ba ngày này mới nhậu say xỉn này mới thành câu luôn. Cái này là ba anh mình. Đi. Mình lên hết. Mình trẻ nữa để thôi. Không ăn đi. Mưa tới rồi nè. Thank you.